Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua gồm 3 điều với một số hướng điểm mới như chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định, một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần nhiều cư cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó một cư thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp truyền đạt một số nội dung gồm những quy định chung, quy định về vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, vân vân, trao đổi và giải đáp một số khó khăn phương mắc trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Qua đây, nhằm trang bị kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho cán bộ, công chức liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính.